Không, tôi không tin đây là sự thật. Chắc chắn bố tôi không bao giờ đối xử với tôi như thế này. Sao? Bây giờ mày thấy giá trị của tao trong căn nhà này quan trọng chưa hả? Anh nghĩ trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì thôi. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em, không việc gì phải lo nhé. Mẹ anh từ lâu rồi rất mong muốn có một cô con gái. Anh nghĩ em về gia đình anh, mẹ anh sẽ rất vui đấy. Ông tha tôi đi. Chúng tôi là những người đến mua nhà, phiền bà mang giấy tờ nhà ra đây. Mai có quay lại thì không có tiền. Phải cứu gì, muốn gì chết mất. Chúng tôi sẽ kiện bà vì tội giả mạo giấy tờ và chiếm đoạt tài sản của người đã khuất. Cứ chờ mà ngồi tù đi. Biết ngay mà, cuối cùng thì lão già đấy cũng đi đời rồi. Căn nhà này bây giờ là của mình. Mình thật sáng suốt khi đã kịp chuẩn bị một bản di chúc giả. Con chào gì? Mày còn về cái nhà này làm gì nữa? Dì nói như vậy là có ý gì? Bố mày chết rồi. Bây giờ căn nhà này là của tao, mày không có quyền gì cả. Mau cút đi! Nhà này là nhà tôi là con gái ruột của bố tôi cơ mà. Con gái ruột? Xem đi. Sao lại có thể có chuyện này được? Mày là học sinh giỏi 12 năm, chắc tao không cần phải giải thích nhiều đâu nhở? Không, tôi không tin đây là sự thật. Chắc chắn bố tôi không bao giờ đối xử với tôi như thế này. Thế mà nói là sự thật mới đau chứ. Căn nhà này bây giờ là của tao và cả đứa con trong bụng của tao nữa. Mày mau vào trong phòng dọn đồ rồi cút ra ngoài cho tao. Dì, dì đã làm gì vậy? Sao? Bây giờ mày thấy giá trị của tao trong căn nhà này quan trọng chưa hả? Lúc tao nói mày không nghe, mày còn quát tao, mày thái độ lại với tao cơ. Bố mày chết rồi, mày không còn là cái đinh gì nữa đâu con ạ. À, vào trong kia dọn đồ rồi mau cút đi. Dì, biến. Em có sao không? Em không sao. Để anh đưa anh dậy. Em đi đâu mà lại thất thần như thế này? Em có chuyện gì cứ nói ra đi. Biết đâu anh có thể giúp được em thì sao? À, đây là danh thiếp của anh. Anh đưa danh thiếp chỉ là để cho em yên tâm thôi. Đấy, trên đấy có tên tuổi rõ ràng đàng hoàng nhá. Không việc gì phải sợ cả. Anh chính là chủ tịch của công ty Việt Sắc ạ? Đúng rồi. Nếu thế thì chắc là anh cũng biết tập đoàn NCT phải không? Có chuyện gì à? Em chính là con gái của chủ tịch tập đoàn NCT.
Cái gì? Em là con gái của chú Triệu á? Nhưng mà bố em đã mất rồi. Mà sao anh lại biết bố em ạ? À, ngày trước anh có mang ơn gia đình em. Mà bây giờ em định đi đâu à? Mà lại tay xách nách mang như thế này. Em cứ bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Vì trong bản di chúc, bố em để lại toàn bộ tài sản và cả tập đoàn NCT cho hai mẹ con cô ta. Vô lý. Làm sao có chuyện đấy được? Em đã nhìn kỹ ở trong bản di chúc rồi. Bố em không để lại cho em cái gì cả. Dấu vân tay và cả chữ ký ở trên đó cũng đều là của bố em. Mẹ con cô ta thật là độc ác đấy. Anh nghĩ trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì thôi. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em, không việc gì phải lo nhé. Với lại ngày trước anh cũng mang ơn gia đình em mà. Là sao ạ? Khi anh còn là một cậu sinh viên nghèo thì đã được bố em giúp đỡ. Bố em đã tài trợ toàn bộ tiền học và một suất học bổng nước ngoài cho anh. Nên bây giờ anh mới được thành công như này này. Hóa ra là vậy. Mà thôi, bây giờ em cũng không có chỗ nào để đi đúng không? Đến nhà anh đi. Có gì anh giúp đỡ cho. Anh sẽ dạy thêm cho em về kinh doanh. Nhưng mà em làm như vậy em sợ phiền cho gia đình anh. Không có gì đâu. Anh ở với mẹ anh mà. Mẹ anh từ lâu rồi rất mong muốn có một cô con gái. Anh nghĩ em về gia đình anh, mẹ anh sẽ rất vui đấy. Em... Thôi, không nhưng nhị gì nữa. Đi thôi. Đi thôi em. Đi. Anh, đây là nhà cũ của em mà. Sau kỷ niệm một năm ngày cưới của vợ chồng mình, anh lại đưa em đến đây. Thì để đòi lại công bằng cho em mà. Đi thôi. Tao ở đây, thằng chồng mày ở đây, mày trốn đi đâu? Ông tha tôi đi. Mình mơ. Mày là vợ tao thì mày phải theo tao, mày nghe tao chưa? Ông có bảo đồ khốn nạn. Mày sao? Bây giờ tao hỏi mày, tiền ở đâu? Tiền ở đâu nôn tới đây? Mày muốn thằng chồng mày bị người ta giết đi à? Tôi không có. Tôi không có tiền. Ông bảo khốn nạn đi. Nôn tới đây. Bọn xã hội đen nó tới, nó giết tao bây giờ. Tôi đã bảo tôi không có tiền mà. Ông nói nhiều nhá. Mày hơi lì lắm. Mai tao quay lại mà không có tiền ấy. Nhớ mặt tao đi. Cậu là ai? Chào bà. Thu, con nhận ra gì không? Chúng tôi là những người đến mua nhà. Phiền bà mang giấy tờ nhà ra đây. Thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu nhá. Nếu không có số tiền ấy, chắc là lão chồng vũ phu khốn nạn của tôi không tha cho tôi mất. Cô cậu đợi tôi một chút. Giấy tờ đây. Cậu xem đi. Đây là tiền nhà. Mật khẩu tôi đã ghi trên thẻ. Cảm ơn. Thu, dạo này con thế nào? Con có khỏe không? Năm xưa, chính dì đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Giờ dì lại còn hỏi tôi à? Dì xin lỗi, tất cả là lỗi tại dì.
Chính vì đuổi con ra khỏi nhà nên bây giờ dì mới gặp quả báo như thế này đây. Thu, con giúp dì nhá, phải cứu dì, không có dì chết mất. Đã có chuyện gì xảy ra? Năm ấy, sau khi đuổi con đi, dì lấy chồng mới. Cứ nghĩ là hắn ta giàu có, ai ngờ hắn lại là lừa đảo. Bây giờ dì nợ nần chồng chất, bọn xã hội đen suốt ngày đến nhà đòi đánh đập, rồi mang nhà đi, vì dì không có tiền trả. Nhìn con bây giờ, chắc cũng có tiền đúng không? Thu, con cứu dì đi mà. Thu. Bà nói dễ nghe nhỉ? Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã thu thập được rất nhiều chứng cứ về việc bà làm giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt tài sản của ông Triệu. Trong đó có tập đoàn NCT và cả ngôi nhà này nữa. Bà có gì muốn nói không? Tôi thật không ngờ dì lại đốn mặt đến mức này. Hóa ra từ trước đến giờ, dì lấy bố tôi cũng chỉ vì tiền thôi. Toàn bộ chứng cứ đã ở đây rồi. Chúng tôi sẽ kiện bà vì tội giả mạo giấy tờ và chiếm đoạt tài sản của người đã khuất. Cứ chờ mà ngồi tù đi. Tôi xin lỗi. Con tha cho gì mà. Thôi, không phải lỗi lầm gì nữa. Bây giờ bà hãy cút ra khỏi căn nhà này và trả lại công ty cho vợ chồng tôi. Cút. Phải khó khăn lắm em mới trốn được ra đây. Chắc bây giờ bọn họ đang truy lùng em. Tôi có chết thì cũng không lấy một người như anh đâu. Anh cho em một tuần nữa để suy nghĩ. Về làm vợ với anh. Nhà anh không phải ngân hàng để cho em vay tiền đâu. Không muốn phải mang tiếng là cả đời này bán thân cho anh. Bố con cậu hùa nhau lừa đảo công ty của cô Thu này. Giật cả mình. Chị làm ơn giúp em với. Cậu là ai đấy? Chị làm ơn giúp em với. Cậu bị làm sao đấy? Em đói quá. Đây, chị vung qua cái bánh mì. Em ăn đi. Ăn đi, không phải ngại đâu. Em cảm ơn ạ. Chắc là em nhịn đói lâu rồi phải không? Em ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy. Em cảm ơn chị. Nhà chị ở ngay trên này này. Hay là vào nhà chị nghỉ ngơi một lúc, rồi lát nữa đỡ mệt, đi đâu thì đi sau. Dạ thôi chị ạ, em ở ngoài này cũng được rồi. Tại em cũng sắp phải đi luôn ạ. Chị trông em sao lại đến nông nỗi này? Có chuyện gì vậy? Chuyện là bố em đi công tác nên mẹ kế đã thuê người để bắt cóc em rồi nhốt em vào trong nhà hoang. Phải khó khăn lắm em mới trốn được ra đây. Chắc bây giờ bọn họ đang truy lùng em. Thật tội nghiệp, lại còn đến nông nỗi này nữa. Sao trên đời lại có những người độc ác như vậy? Thế chị có giúp gì được cho em không? Hay là chị báo công an giúp em nhé? Thôi đừng chị ơi, chị đừng làm gì cả. Em đã có kế hoạch của mình rồi ạ. Vậy à? Dạ vâng, thôi em chuẩn bị đi đây. À em ơi, từ từ đã. Thôi đây, em cầm đi. Chị chỉ có ngần này để giúp em thôi. Em... cố gắng tìm cách liên hệ với người nhà. Nhớ cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À, đây, cái này nữa này.
Đây là danh thiếp của chị. Trên này có ghi số điện thoại của chị. Nhà chị thì ở đây em biết rồi này. Nếu mà cần gì giúp, em cứ gọi cho chị hoặc là đến đây nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Thôi em đi đây. Cảm ơn chị vì đã cho em bánh mì. Em chào chị ạ. Đi cẩn thận đấy. Xin chào. Ui, giật cả mình. Lại là anh nữa. Sao lúc nào anh cũng đi theo tôi thế? Anh đã bảo với em rồi, về nhà ở với anh, nên em không cần phải giao du những cái loại rẻ rách kia. Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Không phải việc của anh. Anh đi về đi. Từ từ đã, mình lên nhà nói chuyện nhá. Tôi đã bảo là anh đi về đi rồi cơ mà. Đừng có đi theo tôi nữa. Sao? Thế tóm lại là có việc gì? Anh nói nhanh đi. Công ty em vừa phá sản, em đang nợ nần chồng chất. Về làm vợ anh đi, rồi anh xin bố anh cho tiền em trả nợ. Bố anh ấy là chủ tịch tập đoàn Việt Sắc, thiếu gì tiền đâu mà. Anh có bị điên không đấy? Tôi có chết thì cũng không lấy một người như anh đâu. Loại người đều giả, lăng nhăng, vô dụng. Em cứ nghe thiên hạ đồn thổi rồi nghĩ xấu về anh đấy. Giờ em đang gặp khó khăn, anh muốn giúp em mà. Tôi không cần. Nếu mà em cứ cứng đầu như vậy ấy, thì cả cái căn nhà này em không được ở nữa đâu. Rồi mấy nữa ra đường đi ăn xin ấy, thì đừng có quỳ xuống chân anh mà van xin. Tôi sẽ tự lo liệu được cho bản thân mình. Còn anh, bây giờ anh đi về đi. Ôi nào, lại đây. Lại đây với anh. Đâu? Anh làm sao đấy? Tôi đã nói như thế rồi cơ mà. Đi về đi. Nếu không là tôi hô lên đấy. Đi về. Chắc em đang biết công ty em bị phá sản. Em đang rất sốc đúng không? Nên thôi, anh cho em một tuần nữa để suy nghĩ. Về làm vợ với anh nhá. Em sẽ có tất cả. Thôi, anh đã nói như thế rồi, em nhớ đấy. Alo, ừ, chị đây. Sao? Nhân viên đang đình công trước cửa công ty để đòi lương á? Ừ, thôi được rồi, để chị sẽ tìm cách. Thế nhá. Anh uống nước đi. Sao? Em suy nghĩ thông suốt chưa? Muốn làm vợ anh rồi đúng không? Anh Hiếu này, tôi tính, hay là anh bảo bố anh cho tôi vay tiền để trả nợ trước được không? Rồi sau này tôi có, tôi sẽ thu xếp để trả đầy đủ cho hai bố con anh cả vốn lẫn lãi. Như thế được không? Nhà anh không phải cái ngân hàng để cho em vay tiền đâu. Nếu mà mình không cưới nhau ấy, thì đếch liên quan gì đến nhau cả, nhá. Nhưng mà tôi không muốn phải mang tiếng là cả đời này bán thân cho anh để lấy tiền trả nợ. Em nói cái gì nghe ghê thế? Ngồi đây đợi anh một chút.
Sao thế? Anh mới đi có một tí mà đã ngồi không yên được à? Anh Hiếu, chuyện này là thế nào? Tôi không ngờ, hóa ra là cả nhà anh thông đồng với nhau để hại tôi à? Ai cho cô động vào điện thoại của tôi? Ờ đấy, tôi thích làm thế đấy. Ai bảo cô không chịu nghe lời tôi, nên cô phải chịu. Anh là đồ khốn nạn. Tôi sẽ kiện anh, kiện cả gia đình anh nữa. Kiện? Bằng chứng đâu? Bây giờ cô chả còn cái gì trong tay cả. Nếu mà không lấy tôi thì chỉ còn cái nước ra đường mà ăn mày thôi. Ngồi đấy mà to mồm. Từ trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ anh là một thằng công tử ăn chơi, đua đòi, lêu lổng. Nhưng mà tôi không ngờ anh lại đốn mặt đến nước này đấy. Anh là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Có tiền, có gái đẹp là được rồi. Bỏ ra, anh bỏ tôi ra. Bỏ ra. Anh Triệu, anh chị ấy ra. Thằng danh con với ông già nào đây? Đừng bảo với tôi là cô gọi người ta đến phục vụ cô nhá. Anh im mồm ngay. Anh không được phép xúc phạm tôi. Hiếu, con trai của chủ tịch tập đoàn Việt Sát, bớt hống hách đi. Tôi đã điều tra, bố con cậu hùa nhau lừa đảo công ty của cô Thu này. Chuẩn bị mà ra hầu tòa đi. Ông là ai? Sao ông biết tôi với bố tôi? Tôi là Triệu. Về hỏi bố cậu xem tôi là ai. Mà tôi biết bố cậu ấy từ khi cậu còn bé tí thôi đấy. Alo bố à? Sao cơ? Mình bị công an triệu tập á? Sao lại thế được? Mà bố có biết ông Triệu là ai không? Ông ấy đang đứng ở đây dọa con đây này. Ông ấy là tỷ phú á, là cổ đông lớn nhất công ty của mình á. Tôi nghe nói công an triệu tập rồi phải không? Thôi, cậu đi về đi. À, chú, cháu cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu ạ. Nhưng mà cháu vẫn không hiểu hai người là ai ạ. Chúng ta thì ngồi nói chuyện được không? À vâng ạ, cháu mời chú. Mời em. Chị Thu, chị không nhớ em à? Tôi... Em là người vài tuần trước bị bỏ đói, suýt ngất ở trước cổng nhà chị đây. May mà có chị giúp đỡ. Chị nhớ ra rồi. Hóa ra là em đấy à? Nhưng mà hôm nay trông em khác quá làm chị không nhận ra đấy. Thế giờ em thế nào rồi? Mà chú đây là... Em ổn rồi chị ạ. Nhờ có chị giúp em hôm đấy mà em không bị chết đói và lại có tiền để tìm bố nữa. Đây là bố của em ạ. Thế là tốt rồi. Mà chị không ngờ là bố em lại là tỷ phú đấy. Vâng ạ. Cảm ơn cháu. Nếu không có cháu chắc bố con chú không tìm được nhau nữa. Có gì đâu chú. Hôm đó cháu thấy em tội nghiệp quá nên cháu giúp thôi mà. Cháu làm vậy cũng là vì tình người cả. Sau khi bố con gặp nhau thì Đức mới bảo chú là đến đây để cảm ơn cháu. Thì tình cờ chú cũng biết công việc của cháu và đã điều tra hết mọi ngày. Khoản nợ của cháu chú sẽ giải quyết. Nhưng mà cháu... Nhưng nhị gì nữa? Cháu không muốn cứu công ty sao? Có chứ ạ. Công ty này là tâm huyết cả đời của bố cháu. Nhưng mà... Đấy. Thế thì cháu nhận đi. Người tốt thì phải được báo đáp mà. Chú tốt quá ạ. Chú ơi, hay là thế này đi ạ.
số tiền đó coi như là cháu vay của chú. Sau này cháu vực dậy lại được công ty, có tiền rồi cháu gửi lại cho chú sau, được không ạ? Được, chú đồng ý. Ôi, chú tốt quá ạ. Vậy là công ty của cháu được cứu rồi. Chú ơi, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Chú cũng tin ấy, là cháu sẽ vực công ty dậy sớm thôi. Cháu cảm ơn hai bố con ạ.